Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em testnet của dự án ZetaChain các anh em. Thì phần thưởng mình sẽ nhận được AirDrop Virtual Asset khi mạng chánh mainnet của họ ra mắt nha các anh em. Thì để tham gia game này tất cả anh em cần join vào kênh Discord nè tất cả anh em. Rồi tất cả anh em copy cái liệt dòng chữ là ZetaForecast.zip thôi. Để mình đi forecast ra để mình đi test nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em cũng copy địa chỉ IP của mình đi tất cả anh em. Rồi tất cả anh em cho vào kênh Discord của nó nè. Rồi trên Discord thì tất cả anh em nhấp ba gạch cùng nhấp vào một Zeta Forecast nè tất cả anh em. Thì cái phần forecast này mình sẽ hướng dẫn nhanh nha tất cả anh em. Rồi anh em có lệnh là Zeta Forecast.zip nè. Rồi anh em bắt địa chỉ mình vào nha tất cả anh em. Rồi anh em bấm gỡ. Rồi nó sẽ hiện ra từng link một, tất cả anh em nhấp vào đây forecast BNB ETH hoặc là Polygon Matic nha tất cả anh em. Thì anh em nhấp vào từng link một, tất cả anh em đi forecast nha tất cả anh em. Rồi tiếp tục anh em đã có visa xong xuôi tất cả thì tất cả anh em chỉ copy phần link test tất cả anh em. Copy link test này. Rồi tất cả anh em dán vào trình duyệt wiki browser của mình nha. Anh em connect với mạng Goliath nha tất cả anh em. Rồi khi vào nó có hiện anh em connect với tờ Twitter mình nha và connect với địa chỉ mình nha tất cả anh em. Rồi vào đây mình chỉ test thôi. Anh em nhấp vào qua gạch cùng nè. Anh em bấm vào swap nè. Mình sẽ swap vài lệnh nha. Đây Ethac Goli. Mình chọn Ethac. Đây mình sẽ chuyển đổi qua BC đi. Đây nè, để mình chuyển từ mạng Bitcoin ha. Rồi mình sẽ chuyển qua là mạng BNB. Đây thì chọn mã thông báo ETH nè. Đây thì số lượng mình sẽ nhập quân đội là 0.00 001 ETH. Rồi anh em sẽ quán đổi như thế này. Anh em bấm swap nè. Tất cả anh em xác nhận nghe tất cả anh em. Thì đây thì mình anh em nên có nhiều đồng coin thì tất cả anh em nên swap thật là nhiều nghe tất cả anh em. Cho lượng volume giao dịch mình thật là nhiều nghe tất cả anh em. Vì mình có ít quá nên mình sẽ demo thôi. Swap lên nó đi. Ok, mình đã swap lên nhận được 7.000 điểm nè các bạn. Các bạn cố gắng swap nhé các bạn. Đeo ra là thoát ra lại. Rồi mình chọn là mạng BNB test nè. Dưới đây thì BNB Goli. Mình sẽ chuyển từ BNB sang Goli ETH lên nè các bạn. Đây thì mình sẽ chuyển là 0.1 luôn. Ok, Switch Network. Rồi anh em chuyển mạng nha các anh em. Rồi bấm reorder swap nè. Ok, mình đã nhận được 7.000 điểm nữa nè các bạn. Ok. 7.000 CP, mình 7 ngày sau mình trao đổi tiếp nha các anh em. Rồi tiếp tục thì anh em bấm vào Geta nè. Vào đây ha. Rồi anh em bấm vào mục kiếm điểm Geta nè. Đối với người chia sẻ cái hai. Rồi tất cả anh em chia sẻ lên tờ Twitter nha các anh em. Rồi tờ Twitter nè. Đây thì này bảng xếp hạng nè. Những tài khoản hàng đầu nè các bạn. Những tài khoản hàng đầu là nó swap con BTC qua con ETH các bạn. Vì mình không có Visa BTC nên swap được. Trao đổi Zeta. Thì phần test này có nhiều như thôi các bạn. Rồi nếu mà có lỗi gì thì các bạn join vào Discord các bạn gặp feedback nha các bạn. Các bạn gửi feedback trên Discord nè.
Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào link gallery của nó này các bạn. Ủa OAT chứ. Quá chiều nhiều, nó chạy nhiều làm dáng cộng cộng. Rồi trên claim NFT OAT thì các bạn vào claim từng NFT một nha các bạn. Tất cả anh em connect với mạng Polygon mình đã claim rồi hết trơn rồi nè. Rồi còn hai cái OAT này chưa bắt đầu nè, thì anh em join vào lấy cái Gula luôn đi tất cả anh em. Đây Gula để anh em nhấp vào link Gula connect. Rồi vô đây anh em bấm vào join Re nè. Ok, giờ mình đã join rồi. Vào anh em chỉ connect với địa chỉ và Discord của tất cả anh em là được nha tất cả anh em. Rồi, vậy video của mình đã hướng dẫn tất cả anh em tính nét của dự án Zeta Chain đến đây cũng kết thúc. Vậy mình chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả anh em trong những video tiếp theo từ mình nhé.